ai chưa xuất sinh. Người ta làm chụp sinh mà một cái bóng không ạ? Bóng thì người ta bằng tre. Mày kiếm cái gì để cho anh tới đây ra đi. Tới đây ra đi. Chân anh đi chọn lối này.
hai quả xúc xích này đấy là cái gì? Quả xà. Xúc xích là lam, cơm kiểu như cơm lam nhưng mà khổng lồ. Cũng thôi nhỉ. Thích nhỉ hay thiếu nhỉ? Thiếu. Đúng không? Anh cho nhiều hạt thiếu hết nhỉ. Béo xôi. Béo béo. Béo lắm không à? Này phải á. Hôm qua chết nằm quá nhá mình. Quý đi. Đi vào đây. Xem được đường hoàn mà. Mày đứng trên cột thế ai dạy gì? Ăn được một miếng gì? Có mà mất hết chiếc túi toát mồ hôi. Anh mình thông minh không? Đã đang còn một chút chiếc siêu khổng lồ. Thế là kinh nghiệm này. Thế là đúng. Thế có đầy hết. Anh nấu nhanh nhé. Đâu, lấy nó ra phải đâu. Không không trôi. Anh ơi, không trôi. Ai đi kiếm đi. Ui, không trôi đi đây. Em tuốn thôi. Thôi đi kiếm tí cây thật dài không. Dài thông xuống. Tắt xuống. Đâu không tặng nó bên mình có thú quá. Tặng một em mới. Ui. Đấy. Chú xin chấm à. Nào. Ui đầy rủi ấy. Đầy gì rồi. Xuống hết này. Chú đầy đâu. Này. Thấy chưa. Thấy chưa. Không đầy thì làm sao nó to lên như thế. Đấy. Đây rồi. Tiếp đi, tiếp đi. Thôi, chị tặng hết chị tặng. Ôi của mày đầy rồi. Cửa à? Cửa xuống đây làm thế nào? Ai? Cho chú bóng này. Chú bàn tay này. Chú xuống. Xuống không? Nhưng mà đánh cái sạch đi. Đánh cái sạch. Đúng cái này nữa là sao? Thế thì anh thấy em cứ sợ đâu. Bây giờ có cái tiền rồi này. Ui, nhiều quá, nhiều xúc xích quá. Cứ tưởng là hai cái ống này vừa nhưng mà còn cứ tưởng thiếu ấy. Tí nữa lấy xong chỉ ra nó lại dẫm ở dưới. Mực lắm. Không
trong đâu. Chắc là đời đấy. Chưa? Chứ. Mày quá, em nào uống đủ mà. À, đây đây. Ây xa. Để cái đây xuống đây. Anh không phải làm gì? Gì tại anh? Để luôn. Hả? À, để xuống đây. Xuống đây. Rồi. Mời làm quả rời hiểu. Dạ, nhắn đến đây. Sao đi? Không sao. Không sao. Quên là quên luôn. Nhắn đi chua là đi chua mà. Nhìn như kiểu là đơm cơm lam. Nhưng mà không có lười, lười nó luộc được. Nướng đi. Nướng không chín được. Phải luộc mà. Nướng là mình, trước mình nướng nhiều bằng ống chê hiểu đến đấy. Nhưng mà ống này nó rất dày. Trước nướng trứng nó chín được đâu. Ok. Đấy. Của đại ca đây. Ok đại ca xin. Anh ơi, anh dùng cái em quả này bác. Cửa. Hả? Dùng cái em quả này. Gì đấy? Hả? Xúc xích vào đây. Mày đúc xúc xích vào đây á? Ờ. Mày bị dầu à? Anh dầu à? Thế này nó bị ăn mày khoái này. Chín được không? Chín được, em chín được. Đấy, một cái xuống đường, một cái lại dài quá này. Thế nào nhỉ? Kịp lắm nhỉ? Nó hâm hơi nhỉ? Cái bàn tay cũng mệt để trên. Để cho mọi người xem. Cho nước vào. Ôi giời. Chính là người làm cái bàn tay trông kinh dị với trưởng. Kinh dị cái gì? Quả này hơi vẫn hơi dài một tí rồi nhỉ? Tí nữa phải lật đầu rồi. Còn quả kia thì vừa. Hâm hơi rồi mà. Đấy vung mặt, đấy vung mặt. Thôi. Đi ra nhà chơi. Chín rồi. Từ từ. Chín rồi đấy. Chà. Ôi. Cái bàn tay của em pele cơ. Trông nhìn như kiểu là ốc ấy. Dẻo ơi. Đây, xả mày. Để quá chẳng ăn này đấy đâu. Ấy, cứng phết đấy. Nhìn nó đều nhỉ. Ê, tắt bếp đi, tắt bếp. Ui, mùi thơm bắn. Mùi thơm đấy. Mùi thơm của chè. Ăn ngon không? Cái của mày cũng mùi thôi, của tao mùi thơm chè. Không biết, em cũng có một cái của chè. Ây da, dạ. Quả nước này. Cái nào ngon nhất là của chè. Gì? Hiền. Ui, mùi như mùi bánh trưng ấy. Ok nè. Từ. Đây, mình lấy bát đây, tao cho mình riêng cái này. Không ăn như thế đâu. Thì em mới đút nó đây làm gì? Thì em ngửi thấy mùi chú bóng. Không mùi chú bóng. Em bắt chai em à? Ừ. Đây, lấy đĩa ra đây. Hay. Kéo nữa. Cái mít rồi ạ. Để em tự khui. Này. Đấy. Xích tao mau. Cái mùi dai. Ôi mùi như mùi bánh trưng thật mọi người ạ. Thơm lắm. Cứa ra. Cứa phải cứa nguyên để nguyên ngón tay này. Sao ấy con này. Không sắt đâu. Cái tay mình sao. Wow sắt rồi. Cái này hơi sắc đấy. Hay là dao nhọn đấy. Đi. Dao tầm rắc vàng. Dao một trâu đấy. Đi hẳn như thế này. Đấy, như này. Ây dạ. Kìa.
không nghe. Ai bảo thế? Bảo bác. Ôi, chết trời. Cô tay à? Ngáy con ngón. Không được, nối lại. Nhiều khả năng là để nguội mình khui được cái hai cái đống này không 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 chống được. Cái này làm nhiều giờ sẽ làm thế nào? Cái mất một ngón rồi, dính tám ngón, dính tám một chín ngón. Được, cho nước các bạn ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Ui, ở đây cô để lên đây đã, cho nó nguội để cùi đã. Ngon lắm ạ. Ngon lắm đây các bạn, thế nên là bọn mình đã phải bổ ra. Bọn mình đã phải ngon lắm nhưng mà phải bổ ra để nướng tiếp. Cho nó ngon. Từ từ, để cho lên đây cho nó nguội đã. Mày giữ. Ây, các bạn ơi, anh em mình đã quyết định mang cái này ra bãi ngoài suối. Đây mình là suối à? Chín để nướng làm gì nữa? Không nướng thì ăn. Bây giờ phải ấy kiếm cái gì đi để tao. Anh ạ. À, được. Nướng. Nướng ăn nó thơm hơn. Không mình nướng. Nướng đi. Ui, phọt nước. Ui, phọt nước. Ui. Tao đây nướng. Ui phí thế. Ui. Tao đây nướng. Ui. Ui, thơm nhỉ, mùi như kiểu lá bánh chưng ấy. Ây à. Ây, ghé xuống đây luôn, nó hoạt. Ui. Ui, không được chặt. Ôi, lắm, hơi lỏng lẻo. Không chặt, trời. Ui à. Tưởng anh như nào. Này, nói chung là vẫn là đẹp đấy. Khoe cái của anh chặt lắm. Ngon lắm. Nhìn đẹp lắm. À, còn cái này nữa. Mày ăn nếm thử cái kia ngon nhỉ. Nhưng cái này trong ống tre ngon hơn nhiều. Thơm hơn. Chấp xích khổng lồ nha các bạn nha. Ôi cái này lỏng lẹt rồi. Cái này của mày phải không? Của ảnh. Ôi cái này của em. Em là... Đây. Mỗi thằng một cái ăn cho bằng hết. Ăn được hết à? À, mời tất cả mọi người đâu. Ui chói thế. Mặt trời. Tí nữa ở đây ăn nhau người, tí nữa ngắm bình minh. Bình minh. Bình minh đang tây à? À, chị nhỉ? Mình đấy là hướng chị. Chị cho bình minh à? À, ờ đúng rồi, mình đấy là hướng tây. Bình minh cũng ẻ phù. Nước ngọt lắm. Em không hút được. Cho mọi bé người xem. Em hút phân. Cho mọi người xem. Đây. Uống ngọt nhỉ? Nước nó ngọt lắm. Này, hút vào. Đây mới thò xuống mồm. Cái này mà nấu cho ngọt liếm. Ngọt à, mời các bạn nhá. Ngọt lắm các bạn. Ôi, chết quên. Mời tất cả mọi người nhá. Em chơi cái này thì làm hút. Liếm mâm này. Không, ơi. Mất thì chứ. Mấy giờ là chuẩn bị đi mua cá. Mấy giờ? À, bây giờ là hiện tại là 6:22. Chưa thấy gì đâu. Thế là mai mai mình sẽ xuống đi mua cá tiếp trời ngắm. Nhưng mà hôm nay không ở lại đâu. Cháu ở lại không? Không là. Mà anh chạy dại em. Mà đâu ra ma. Ui sút luôn, chảy máu rồi. Không á, chảy máu thật ấy. Mất chi ra 360, mất chi máu 640 chảy máu thật nhỉ. Chắc có cái này nó sắc các bạn này. Không sao, châu bò mà. Xong kiểu suốt nhỉ. Giờ này là mấy giờ anh? 18:23. Sao? Cứ tầm 18:23 là anh Malika. 18
cho 18 giờ 20 bắt đầu ngó nghiêng các thứ. 15. 15 gì? Ngó nghiêng các thứ gì? À, vào Google tìm số. Vớ vẩn. Chẳng ghê ấy hả? Điên là tao xem giờ đấy. Bây giờ để lại học đẹp nhỉ? À, ui, ăn hết quả này chắc đến sáng mai mọi người. Ngọt quá nhỉ? Cái này khô quá, cho cá.